bây giờ 14 rồi, đã có thể đảm nhận trách nhiệm hình sự rồi. Hả? Không phải 16 sao? 14, tôi đã tra rõ rồi. Có 8 loại tội nặng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đó. Không nghiêm trọng như vậy chứ. Anh Trương à, nếu pháp luật đã quy định như vậy, nhất định là trước đó đã có người phạm tội này thì pháp luật mới quy định như vậy chứ. Đúng đó. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Làm sao nữa? Theo tôi thấy thì phải nghiêm khắc xử lý ngay. Nè, chúng ta làm sao nghiêm khắc xử lý liền? Trước hết, dùng tất cả các hoạt động ngoại khóa. Buổi sáng thì đi học, tan học thì về nhà. Thứ hai, phụ huynh chúng ta phải theo dõi kèm sát mọi lúc, đón rước không cho kẻ hở. Thứ ba, là bọn nhỏ giảm bớt số lần và thời gian giao du với bên ngoài, tránh tụi nó tụ tập với nhau. Tiếp theo, chúng ta phải triển khai đối thoại và giao lưu toàn diện để giúp bọn trẻ bình an, ổn định trải qua thời kỳ dậy thì. Thật là sốt ruột quá. Em làm quá rồi, làm quá rồi. Thành ra kẻ thù giai cấp, làm vậy là quá rồi. Phải, tôi cảm thấy hơi quá đó. Phạm chút lỗi làm nhỏ, không đến nỗi như vậy đâu. Nói với cô, không khác gì là phạm nhân hết. Tôi nói thật một câu, tôi đồng ý với Jenny. Tôi thấy anh Trương nói đúng đó. Đúng chỗ nào? Đàn ông mấy anh là vậy đó. Khi con cái phạm lỗi lúc nào cũng bao che dung túng. Đúng đó. Nói cho mấy anh biết, có rất nhiều lỗi lớn là phạm lỗi từ khi còn nhỏ. Tích tiểu thành đa. Đúng đó. Mấy anh không thể binh vực như vậy được. Mấy anh cứ để bọn tôi phải làm người ác đi. Đúng đó, tôi nói cho anh biết, cắn chặt răng, ráng làm người xấu một năm đi. Sau này lớn lên, bọn chúng nhất định biết ơn chúng ta. Cảm ơn chúng ta đã chịu đựng tất cả. Được, vậy bây giờ chúng ta cứ vậy đi. Bắt đầu từ hôm nay, mọi người ai nấy tích cực hành động, phân công về nhà, thay nhau trực nhật, cùng nhau quản lý, có được không? Được. Nếu vậy hay là chúng ta giơ tay biểu quyết luôn đi ha. Được, tôi giơ tay thay Phương Viên luôn. Được rồi, vậy hay anh khỏi giơ tay. Chuyện này mà cũng cần phải giơ tay biểu quyết sao? Anh Trương cũng giác ngộ tốt rồi. Chúng ta kết luận thông được qua rồi, đi. Thông qua. Sao mà đông đủ quá vậy chứ? Mở hộp hả? Dẹp loạn phản chính. Mệt không con? Mệt thì nghỉ chút đi. Phim được chiếu trực tiếp tại tvhay.org. Sửa đi. Cái gì? Tỉnh táo đi. Tỉnh táo lên. Lo giết đi. Tiểu Vũ à, con phải để cho hai bạn lên trước chứ. The kitchen is always the most crowded room in our house because we all help prepare the food. We lay the table and then before we begin dinner,
My father gives thanks for the food. So we remember why we celebrate the festival. We usually eat too much, but it's only once a year. We often talk a lot and tell stories after dinner as well. When it's all over, everyone helps wash the dishes. The festival is a very busy time for travel. Friends and families come together to celebrate. During the festival, there are plenty of other things to see and to do. We live in New York City. Thế giới lớn như vậy, tôi muốn ra xem thử. Các em à, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, hết tiếc. Đó đó à? Đó đó. Mình không sao đâu. Đó đó. Đó đó. Sao vậy? Anh biết Đó Đó đi đâu không? Cái gì mà đi đâu mất chứ? Chuyện này là sao? Không sao. Không biết Đó Đó đi đâu mất rồi. Bây giờ em sẽ tới đó liền. Anh cũng mau tới nha. Được rồi, vậy em tới trước đi. Anh sẽ tới đó ngay, được không? Anh còn có một ca phẫu thuật. Anh có ca phẫu thuật không nói với em nữa nghe. Hả? Lát nữa nói. Nó không đi đâu mất đâu. Nè, Hứa Trung. Bác sĩ Phương, làm được rồi. Nè cô bé, đừng có sợ nha, ha. Đây là ca phẫu thuật rất nhỏ, một lát là xong ngay. Nha con. Được rồi, đừng căng thẳng nào. Nhìn lên trên. Tốt. Mở mí mắt đi. Nhịp. Chú ý ổn định nhãn cầu. Cố định kẹp giữ trên. Giao 30 độ. Rạch màng cứng góc mắt. Không được, rạch sâu quá rồi. Nào, kẹp điện, đối kẹp điện. Kẹp điện. Đã hoàn tất cầm máu, tiếp tục phẫu thuật. Giao 15 độ. Được rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Thầy à, thầy thấy mệt hả? Có phải chuyện của Đoá Đoá? Cô làm tiếp đi. Xong rồi cô bé. Không sao rồi, có thể ngồi dậy. Lấy sổ phẫu thuật đi. Hey, thầy ký tên đi. Nhớ nha, rạch màng cứng mắt hơi sâu.
Chú ý quan sát, tôi có việc đi trước. Cô ghi vào sổ đi nha. Là Đóa Đóa giết đó. Thế giới lớn như vậy, tôi muốn ra xem thử. Như vậy là ý gì chứ? Có khi nào nó bỏ nhà ra đi không? Hả? Em nghi ngờ nó bỏ nhà ra đi đó. Hả? Đây còn có một chương nè, nó vẫn đang giết. Đúng đó, có rất nhiều, anh coi đi. Cái này ở đâu ra vậy? Con tìm thấy trên bàn của Đóa Đóa. Cầm Cầm à, sáng nay con thấy sao không nói sớm chứ? Tiểu Vũ, có phải con biết Đóa Đóa ở đâu không? Mau nói cho chú biết đi. Con không biết. Tiểu Vũ à, đây không phải lúc đùa đâu, con phải nói chú biết. Con không biết thật mà. Tra camera chưa? Tra rồi, nó đi ra lúc 9:37. Hả? Anh coi 9:37, giờ đó là giờ học mà. Nó cũng không về nhà, như vậy thì nó đã đi đâu chứ? À gì à, Đóa Đóa có gửi tin nhắn cho con. Hả? Khi nào vậy? Mau đưa cho chú. Mới vừa gửi à? Không phải, lúc trước. Mình muốn yên tĩnh một chút rồi gì nữa. Đúng rồi, con hỏi như cậu ấy không nói nữa. Nè Trương Tiểu Vũ, dì thật sự hỏi con lần cuối cùng, nó có để lộ chút tin tức gì không? Tiểu Vũ, con suy nghĩ kỹ lại đi. Không có, không có, không có thật mà. Con xin thề, cậu ấy không nói gì với con hết. Con thấy cậu ấy mấy ngày nay cứ rầu rầu không vui, với lại các cô chú cứ rình ba đứa con như kẻ trộm vậy đó. Có ai mà vui cho nổi? Cái gì mà rình kẻ trộm chứ? Con không biết khác nhau mà. Mọi người đừng có cãi nữa, chúng ta bình tĩnh một chút. Có khi nào con bé đi tới nhà ông bà của nó hay không? Không có, không có, tôi đã gọi cho ông bà rồi, nó không có gọi tới rồi, đó. Gọi rồi, không có. Xem hình ảnh trước công trường kìa. Hả? Hình như con bé lên xe buýt tuyến 106. Xe buýt tuyến 106 đi đâu vậy? Trạm Tây Khách. Trạm Tây Khách. Bây giờ nó có giấy chứng minh rồi, nó đi đâu cũng được hết đó. Gọi 110. Bé tên là gì? Phương Đóa Đóa. Phương Đóa Đóa. À, đi lạc khi nào vậy? Hôm qua. Hôm nay. Trưa ngày hôm nay. Hôm nay buổi sáng khoảng 9-10 giờ sáng hôm nay. Bé bao nhiêu tuổi rồi? 14. Là con gái. 14, con gái. Cho con biết Trương Tiểu Vũ, nếu con biết mà không chịu nói á, mà không có thai sao đâu. Rốt cuộc là đi đâu vậy? Nói con đâu có biết. Rốt cuộc là đi đâu rồi? Con xuất ruột nè, là nhỏ tiếng thôi, đang nói chuyện với tôi nè. Nhỏ tiếng giùm cái nha, nhỏ tiếng đi. À được rồi, vậy cảm ơn anh nha. Cảm ơn, cảm ơn nhiều nha anh Dương. À cảm ơn, cảm ơn. Sao rồi? Anh ấy nói thế này, bây giờ khoan nghĩ theo hướng xấu, thường thì không có chuyện gì,
vô cùng đáng sợ xảy ra. Có thể con bé chạy đi đâu chơi. Anh ấy bảo chúng ta cố đợi, đừng nghĩ theo hướng xấu. Anh ấy nói chuyện này theo tình hình trước mắt, chuyện xấu sẽ rất ít xảy ra. Quan trọng là đó có khi chạy tới nhà bạn chơi không chừng nữa. À, tất cả mọi người bình tĩnh đi, hãy nghĩ tới hướng tích cực đúng nhất. Đó, còn nói gọi tụi con không biết, chắc chắn người khác cũng không biết đâu. Đúng, tụi nó rất thân mà. Không, có khi nào ngoài hai đứa ra nó còn thường tới nhà bạn học nào khác chơi? Còn bạn nào nữa không? Tụi con hỏi thử đi. Có một bạn bây giờ đã đi qua Mỹ rồi. Nè em à, khoan nóng ruột cái đã. Anh Dương nói không nghiêm trọng như vậy. Em sợ lắm. Hôm trước trên báo có đăng tin có một cô gái 22 tuổi bị mất tích trước cửa nhà, chuyện của nhiều năm trước, mười mấy năm vẫn chưa tìm thấy. Đừng vậy, vậy chứ chúng ta không thể nổi trùng hợp như vậy đâu. Đúng rồi, không có trùng hợp như vậy đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không có gì đâu mà, đừng có lo lắng quá, nó sẽ về thôi mà. Đúng rồi, đừng khóc nữa. Bây giờ em khóc cũng vô ích. Đừng nôn nóng mà. Đừng nôn nóng nữa nha. Nhìn thấy như vậy em thấy sợ lắm. Nè, được rồi. Văn Khiết à, tôi hiểu chị, nhưng vẫn phải nghĩ theo hướng tốt, có đúng không? Tiểu Vũ à, nếu con biết mà không chịu nói, bà cho con biết nha, bà đánh gãy chân luôn đó. Con coi, gì sốt ruột ghê chứ. Bà đánh gãy chân con đi, con không biết thật mà. Anh đừng ép con nữa. Được rồi, đừng ép nó nữa. Con để chân xuống đi. Được rồi mà, đừng ép nữa. Ép tụi nó cũng vô ích thôi. Hai đứa cũng ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Hả, vậy nha. Cầm Tiểu Vũ qua đây ngồi. Đây con. Qua đây ngồi. Được rồi, từ từ. Để tôi gọi lại Trung Dương xem sao. Chắc không sao đâu. Còn những đồn cảnh sát khác. Không sao đâu, để điện thoại ở đây hết đi. Lỡ như có thông tin gì thì chúng ta cũng sẽ biết. Đúng rồi, mở sang điện thoại đi. Được rồi. Dạ, được rồi, cảm ơn anh, cảm ơn. Mọi người lo lắng ghê chứ. Phương Duyên à, được con rồi. Đừng có đi như vậy nghe chứ. Được rồi. Tôi đã liên hệ với mấy người bạn đó. Thân, có cả ngàn fan ở trên Facebook đó. Từ từ. Anh Diệm, anh Phan hỏi thăm được hết rồi, bọn họ nhắn Facebook xong rồi. Chắc đó sẽ nhìn thấy thôi, đừng có nôn nóng nha, hả? Ừ. Ba già quá rồi, bọn họ cũng già, ai mà chú ý tới họ chứ. Tát cho thiếu niên thì còn được. Hả? Đó. Tôi về rồi hả? Chạy đâu vậy? Tôi đi đâu vậy hả? Trời ơi. Con không sao chứ? Hả? Con sao đi đâu vậy đó? Hử? Mau nói đi. Sao con lại bỏ nhà đi vậy? Đây không phải bỏ nhà đi. Nè, ăn mì trước đi. Đó, ba với mẹ con, có thể trước đây phương pháp làm không được đúng cho lắm. Có lẽ nói chuyện hơi nặng lời, ba mẹ xin lỗi con. Nhưng mà hành động tắt điện thoại để ba mẹ tìm không ra là không thể được đâu, đúng không? Ba mẹ rất lo lắng đó. Hả? Con đêm hôm chạy vào rừng hoang vắng, lỡ có chuyện gì ai chịu trách nhiệm đây? Anh đừng nói nữa. Ba mẹ sẽ lo lắng, em mà kệ. Hả? Có phải ba mẹ sẽ lo chết luôn không? Bình thường mẹ nói con thì ba bênh vực, đúng không? Trước giờ ba luôn về phe con, nhưng lần này ba buộc phải nói với con rồi. Con như vậy là không được đó. Được rồi Phương Duyên. Em mà kệ đi. Nè con tự nói đi, con tự nói đi. Con lên lớp 9 rồi, bao nhiêu chuyện rồi. Con gây ra nhiều chuyện như vậy, thi cử không đủ điểm. Con lén đi xem biểu diễn, có đúng không? Hả? Con sửa bài thi, sửa số điểm.
đối với ba mẹ. Ba cũng phải với con. Đối với mẹ con, nói dối bao nhiêu lần rồi, Phương ba không bên con nữa. Phương đối đó, Phương Duyên, em đừng có xen vô. Ba không bên con nữa đối đó. Con nói là muốn tạo ra một phương pháp kết nối với ba mẹ, muốn ba mẹ phải tôn trọng con. Ba mẹ phải tôn trọng con. Con có tôn trọng ba mẹ không? Con có biết ba mẹ lo cho con cỡ nào không? Hả? Hồi nãy lúc con mới vừa bước vào, con coi tất cả mọi người ở đây, kể cả bạn của con Trương Tiểu Vũ, cầm cầm đều tụ tập ở đây lo lắng. Chú Trương Lượng Trung còn tới tìm những người quen, nào là chú Nhiệm, chú Phan, cả đống người đang Facebook tìm con, hàng chục ngàn người đều đăng hình của con. Có sốt rồi hay không vậy? Ba thì tìm tới cảnh sát, tất cả những người trước đây ba quen, nhờ từng người còn chạy tới đồn cảnh sát thế nhỉ? Con nói mọi người có lo lắng hay không đi? Con luôn đòi hỏi ba mẹ phải thông cảm cho con. Con như vậy làm sao thông cảm đây? Thông cảm kiểu gì chứ hả? Con muốn ba mẹ tôn trọng con thế nào? Em mặc kệ đi. Con có tôn trọng ba mẹ không? Hôm nay ba phải quản lý con Phượng Đô đó. Ba cho con biết, con có biết ngày hôm nay ba có một ca phẫu thuật, có một cô bé cũng mười mấy tuổi giống như con vậy đó, con biết chưa? Hả? Người ta bị đục thủy tinh thể bẩm sinh được ba phẫu thuật, nhưng trong đầu ba chỉ nghĩ Phượng Đô đó mất tích rồi. Ba mà lỡ tay làm người ta mù mắt thì sao đây? Ánh sáng cả cuộc đời người ta sẽ mất. Một đứa trẻ giống như con đang nằm trên giường, chịu đựng nỗi đau lớn như vậy, vậy mà trong đầu ba chỉ nghĩ về con thôi. Mỗi lần ba bên vực cho con, che chở cho con, chăm sóc cho con, chuyện gì cũng nghe con, nghĩ cho con, thông cảm cho con, giao lưu với con. Con từng nghĩ ba mẹ nghĩ cái gì hay không vậy hả? Kể từ bây giờ con nhìn lại bản thân của mình đi, nghe rõ chưa? Nhìn ba đi. Con nghe rõ chưa? Nói đi. Con nghe rồi. Được rồi, được rồi. Về phòng ngủ đi. Tự ăn hết mì đi, rửa chén đũa rồi tự về phòng ngủ đi, mau lên. Cửa ở đó. Nếu như con vẫn còn muốn đi, vẫn còn muốn bỏ nhà đi thì cứ đi đi, cứ mở cửa ra đi hả? Về phòng đi ngủ. Đó đó, con từ từ ăn nha. Được rồi, ăn đi con. Con tự suy nghĩ lại đi. Anh coi, anh nói với nó nhiều tới như vậy, nó có thể giàu được mấy câu chứ? Giàu được bao nhiêu thì giàu thôi. Mình ăn trở về là A Di Đà Phật rồi. Anh lấy mền qua đây cho em. Hả? Anh lấy mền cho em đi. Làm gì? Em sẽ trải dưới đất ngủ ở đây. Lỡ như nó bỏ nhà đi nữa, khi xuống giường đạp trúng em sẽ tỉnh dậy. Phim được chiếu trích minh tại tvhay.org. Em xin lỗi cô, hôm qua đã làm cho cô lo lắng. Không sao, em nghe cô nói nha. Hôm qua nhà trường đã có biện pháp cảnh cáo bằng miệng đối với các học sinh nói năng linh tinh rồi. Lớp 9 học hành bận rộn, áp lực lớn, chuyện này thầy cô đều hiểu hết. Nhưng mà giải tỏa áp lực cũng nên chọn con đường đúng, phải không? Sau này nếu có chuyện gì thì cứ nói với cô. Em nghe chưa? Cảm ơn cô. Không có gì. Phương đó à? Cô Cao. Được rồi, vậy hai đứa nói chuyện với nhau đi, sau đó lập tức chuẩn bị vào lớp. Tạm biệt cô. Qua đây, qua đây, qua đây. Sao cậu chơi xấu quá vậy? Hả? Hôm bỏ nhà đi, tại sao không gọi cho mình đi chung? Mình không có bỏ nhà đi, mình chỉ là muốn ra ngoài đi lòng vòng, đi một hồi sau đó là đi lạc luôn. Vậy cậu khóa điện thoại làm gì chứ? Là mình lo muốn chết luôn à. Mình xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi làm gì? Nói cậu biết nha, nếu xin lỗi có ích thì còn cảnh sát làm cái gì? Cậu phải đền bù cho mình, làm bài tập tiếng Anh cho mình một tuần. Đó đó à, cậu ngầu thật đó, dám bỏ nhà ra. Đúng đi. Đúng đó, cảnh sát với ba mẹ cậu sao tìm được cậu vậy? Đó đó, cậu đi đâu vậy? Ê, mấy cậu đừng có nói bậy nữa, chuyện không phải như vậy đâu. Đó đó, hôm qua cô Cao đã bố trí nhiệm vụ cho bọn mình rồi. Sau này nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói với bọn mình, đừng có để trong lòng nha. Đúng đó.
Đúng đó. Có chuyện gì mới được chứ? Trì Tiểu Vũ, liên quan gì tới cậu? Liên quan gì tới cậu chứ? Các em về chỗ đi. Các em à, qua Tết Nguyên Đán, các em sẽ bắt đầu kỳ thi cuối kỳ. Hôm nay nhà trường cố tình mời cô Lưu từ Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý tới nói chuyện với các em cách giải tỏa áp lực cho học sinh lớp 9. Dạ thưa cô, bọn em cũng không bỏ nhà đi, cần gì giảm áp lực chứ. Cậu hay quá ha, cậu mới có vấn đề về tâm lý, cô giáo tới để tìm cậu đó. Mình đâu có nói cậu đâu. Im lặng im lặng, nghe cô nói đi. Đứa bé ngày hôm qua sau phẫu thuật phản ứng như thế nào rồi? Nó nói vậy thấy hơi đau, nhưng em nghĩ vì là trẻ con, có thể khả năng chịu đau hơi kém một chút. Quan sát thêm vài ngày nữa coi sao. Lúc tôi mổ cảm thấy có gì đó không ổn. Được rồi, để lát nữa tôi qua xem thử. À đúng rồi, đó đó hôm qua vẫn ổn chứ. Đừng có nhắc nữa. Cả ngày không về nhà, chúng tôi tưởng nó bỏ nhà đi, quá ra đi lạc thôi. Đứa nhỏ đó giường mấy vậy? Dạ, giường số 8. À được, tôi qua xem. Được rồi, không sao, mọi chuyện đã qua rồi mà. Hơn nữa, cậu đã có giải pháp cứu vãn rồi. Trong khoa chúng ta bây giờ, ai mà không làm việc quá tải chứ. Có chút sơ sót cũng là khó tránh. Nghĩ lại tôi còn sợ. Nếu tôi mà mổ luôn á, đứa trẻ 12 tuổi sẽ bị quỷ cả đời trong tay tôi. Đừng nhắc chuyện này nữa. Nhà cậu cũng có chuyện gì chứ? Chuyện ở nhà đừng có nói nữa mà. Chuyện này anh nên báo cáo lên trên đi. Muốn kiểm điểm cũng được, tôi nhận. Có nghiêm trọng vậy không hả? Cậu thả lỏng chút đi. Cậu đó nhận được học trò giỏi rồi. Hôm nay bài tập nhiều không con? Đó là bài tập phải làm hôm nay hả? Đoá Đoá, các bạn có nói gì con không? Con đừng lắc đầu, chắc chắn phải có người nói, bàn tán này nọ phải không? Mẹ nói cho con nghe, đừng quan tâm tới họ. Con phải có sự lựa chọn thông minh. Hiểu thế nào là sự lựa chọn thông minh không? Chính là đừng để những người không quan trọng, những chuyện không quan trọng chiếm mất thời gian quan trọng trong cuộc đời con. Yên tâm, không sao được rồi. Phải, đó đó nói với tôi, cô đã gửi rất nhiều tin nhắn cho nó khuyên đủ điều. Được, để ngày mai tôi đi làm đem cho cô một nải chuối lớn để cô ăn nha. Không vấn đề, được rồi. Vậy thôi nha, được, bye bye. Ngày mai đi làm đem cho ai nải chuối lớn vậy? Trong khoa của anh á, có tiệc Giáng sinh, em có biết không? Anh nói anh không đi, anh ở nhà với vợ con, đem chút trái cây cho mọi người. Không nói chuyện này nữa, nói chuyện chính. Hôm nay em xin nghỉ phép công ty có ổn không vậy? Anh không nhìn thấy thôi, Diana đó với Carrie nữa, hai người đó lúc nào cũng nói giọng cao ngạo. Em có tính toán rồi, chuyện Carrie làm sếp tổng chỉ là sớm muộn, vốn dĩ em định nếu em được làm sếp tổng, cuối năm nay nhà mình sẽ đi Tam Á một chuyến cho đó đó đi bơi. Bây giờ xong rồi, đi đảo Tần Hoàng thôi. Không sao đâu. Chỉ cần chúng ta bên nhau, đừng nói là đảo Tần Hoàng, chúng ta sẽ đi một chuyến Hoài Nhu, đúng không? Chỉ cần chúng ta được bên nhau rồi, thôi. Anh không cần an ủi em không sao. Em chỉ cảm thấy đầu tiên là có lỗi với kỳ vọng của anh ấy đối với em. Thứ hai là sự nghiệp phải lùi lại vì đó đó quan trọng nhất. Tâm trạng của đó đó không được tốt lắm. Chắc là ở trường, bạn học của nó chắc đã nói gì nó rồi. Em coi còn nhỏ như vậy mà tôi nhỏ đó hả? Đã biết xì xào bàn tán, thật là... Tính người. Để bên kia đi. Chúng ta ăn cái này trước. Giỏi ghê, làm không khác gì ngoài tiệm. Được rồi, chúng ta thắp nến lên đi. Khoan đã. Chờ đó đó về rồi thắp luôn. Đúng ha, không khí sẽ tốt hơn. Mình vừa ăn vừa đợi đi. Hưởng không gian hai người trước đi. Được đó. Nè, Tết Nguyên Đán cũng sắp tới rồi ha. Em yêu à, chúc em năm mới vui vẻ nha. Cảm ơn. Công thành danh toại. Con về rồi nè. Hôm nay về sớm vậy con? Dạ. Vậy đó, sao về sớm vậy con?
Con ở đó một lát, thấy không thú vị gì nên con về trước. Nè, ngồi. Sao lại không thú vị chứ? Dù sao con là đạo diễn, cũng chỉ cái tên thôi. Vậy có hay không con? Cũng được. Chắc chắn là hay rồi, Đó Đó đạo diễn nhất định phải được chứ. Em biết chứ, em chỉ sợ là Đó Đó căng thẳng khi lên đó thôi. Đạo diễn mà căng thẳng, diễn viên mới căng thẳng chứ. Đạo diễn chỉ nhìn lên thôi mà, có gì căng thẳng đâu. Đúng không con? Vậy em đi chiên thịt bò nha. Phải đó, nhanh lên nha. Mẹ ơi, quà năm mới nè mẹ. Hả? 108. 116 điểm. 116 luôn sao, đưa anh coi. Sao Đó Đó giỏi quá vậy nè. Ý, được ghê. Hả? Chứ bài kiểm tra tuần thôi mà. Mẹ muốn thưởng cho con quá, con giỏi thật đó. Ê, nè, chúc mừng. Hả? Đi, chúc mừng. Nè. Đây là quà năm mới lớn. Con có thể nếm một ngụm được không? À đây, giống như hồi nhỏ ha, nếm chút xíu thôi, nè. Khó uống phải không? Để mẹ đi lấy đồ uống cho con. Con đi rửa tay đã. Đi con, ha. Nè. Em nhìn ra được nó có chút không vui. Có chuyện gì vậy? Em nghĩ có khi nào nó vì chuyện biểu diễn đó nên khó chịu trong lòng với em hay không? Lần trước đúng là lỗi của chúng ta, em có biết không? Để hoài trong lòng nó cũng không dễ chịu, cứ nhớ hoài. Được, cứ từ từ đi. Năm mới dù sao nó cũng đã được thành tích mới rồi ha. Nè, mình uống mừng được. Đi. Cho nên sau này phải chú ý tới phương pháp một chút, đúng mà không? Lên, đi chiên thịt được bò rồi. Đi. Đến chiên thịt bò cho. Chiên thịt bò ha. Nè, làm gì vậy? Gửi cho bạn sao? Em chụp hình với 116 điểm. Cầm, cậu qua nói với các cậu ấy, kêu đừng có đi theo mình nữa. Sau này mình không đi lung tung nữa đâu. Được rồi. Đó đó. Buổi biểu diễn tối qua sao em không tới vậy? Nhà em có chút chuyện. Đúng rồi, chuyện luyện tập lần trước. Em luôn muốn nói với anh tiếng xin lỗi. Không sao, có những người thích nói chuyện của người khác. Cách tốt nhất đối với họ chính là mặc kệ đi. Bọn anh lúc ban đầu lập ra nhóm nhạc Quyền Thế Kỷ này, cũng có rất nhiều người phê bình bọn anh. Lúc thì nói bọn anh không lo công việc chính, không tập trung học hành. Lúc thì nói là bọn anh hát dở, nhảy không đẹp nữa. Lúc đầu cũng có những lúc thấy không vui, nhưng mà sau khi nghĩ thông rồi, cuộc sống là của chính chúng ta, liên quan gì tới người khác chứ. Em nói đúng không? Ừ, anh nói đúng. Đây là hình buổi nhạc kịch ngày hôm qua. Nhìn thấy em không tới nên anh nhờ người cố tình chụp lại. Đẹp thiệt đó. Nhưng mà tiếc quá, vai của Cầm và Tiểu Vũ đều bị thay vào phút cuối. Ừ, đúng là tiếc thiệt. Đúng rồi, lần này anh cố tình tới tìm em là muốn chào tạm biệt em. Học kỳ sau là anh chuyển trường rồi, cho nên sau khi nghỉ lễ có thể sẽ không gặp em nữa đâu. Có phải là bên khối anh có người dị nghị anh cho nên là anh mới? Không phải, em nghĩ nhiều rồi. Không chỉ có anh mà cả Dương Triết, Dương Tuấn, bọn anh cùng nhau chuyển trường. Bọn anh tới Thượng Hải vừa học hành vừa bồi dưỡng âm nhạc. Đúng rồi, nếu sau này ra album em viết lời cho bài hát của anh, nhất định sẽ là bài hát chính. Còn nữa, nếu như em thấy tiện, bọn anh sẽ mời em tới xem bọn anh biểu diễn luôn. Dạ được. Được rồi, đừng buồn nữa. Em là cô gái tài hoa nhất mà anh từng gặp. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể nhắn tin mà. Vậy anh đi trước nha. Nhớ giữ liên lạc đó. Bye bye.
Anh chơi cái gì vậy? Game con gái tôi tải á, vui lắm. Vui lắm. Trời ơi, game của trẻ con vậy mà cũng chơi được sao? Thiệt tình. Vui lắm. Khai thật đi, tối hôm qua anh đi về trước có phải là anh đã hẹn hò với ai không vậy? Tôi đi hẹn hò hả? Đúng, tôi hẹn hò nhưng mà không nói cho anh biết đâu, cho anh sốt ruột chơi. Alo. Được, tôi tới ngay. Ăn chưa có xong mà. Thôi còn ăn nữa đâu. Ba đừng có làm quá lên. Con không sao thật mà. Có thể là tại vì ngồi trên ghế lâu quá, sau đó đứng dậy liền nên chóng mặt vậy thôi. Không sao. Không sao rồi. Để chú Đinh kiểm tra sơ qua cho con ha. Mời vào. Bác sĩ Đinh, có kết quả kiểm tra máu của đó đó. Cảm ơn. Con muốn đi toilet không vậy? Để chị y tá đưa con đi. Con đưa con bé đi toilet giùm tôi nha. Đi bên này. Anh cũng là bác sĩ, anh tự coi đi. Nhìn từ bản báo cáo này, đó đó ngoài lượng oxy trong máu hơi thấp ra, các chỉ số đều bình thường. Lạ thật. Không lẽ là hạ huyết áp do tư thế? Không đơn giản vậy đâu. Hồi nãy lúc tôi làm kiểm tra cho cô bé, phát hiện nó bị đổ mồ hôi tai rất nghiêm trọng, tai cũng rung nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu không phải là bệnh về thể chất, thì có phải nên nghĩ tới vấn đề về mặt tâm lý hay là không? Về mặt tâm lý à? Hay là ngày mai xin cho con nghỉ học để bác Tô khám lại cho con nha. Khám cái gì chứ, con đã nói rồi mà, con không có bệnh gì hết. Được. Đúng rồi, con đâu có bệnh gì chứ ha. Lặng vậy ha. Con nói bà biết, có phải gần đây con ngủ không có được không? Có chuyện trong lòng sao? Hả? Được rồi. Con xin lỗi, hồi nãy không phải là con cố ý. Được rồi, ngoan. Con đừng khóc nữa. Các bạn vẫn cười nhạo con sao? Bây giờ con, mỗi ngày con chỉ đi học, con đi trên trường, bọn họ cũng nhìn con, ánh mắt mà bọn họ nhìn con rất là khác lạ. Con thật sự con với lý tưởng không có gì hết. Ba tin con đi. Dĩ nhiên mà tin con rồi, ba làm sao mà không tin con được chứ. Chắc chắn là không có chuyện gì cả. Con có biết không hả? Lặng vậy, ba xin lỗi con. Ba cũng không ngờ trước đây con bị áp lực lớn vậy. Thôi, không khóc nữa, ngoan. Mỗi ngày mà con đi học, bọn họ đều nhìn con như vậy. Con rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Con không muốn đi học nữa đâu. Đó à. Hay là nếu không được, hay là mình xin nghỉ vài ngày ở nhà nghỉ ngơi có được không? Ba sẽ ở nhà cùng với con, đưa con ra ngoài chơi hả? Con cứ nghỉ học vài ngày đi. Thật hả? Được rồi. Cũng may mức độ suy nhược không nặng lắm. Sau này mỗi buổi tối cho nó ăn thức ăn an thần ha. Ngủ sớm chút đi, rồi từ từ sẽ qua. Yên tâm đi. Thật ra là tại em. Lần trước sau khi nó về nhà, tiểu thuyết của nó không có chương mới, em phải phát hiện ra mới đúng. Em sơ ý quá. Bây giờ nói chuyện đó chẳng ích gì cả. Quan trọng là chứng suy nhược sợ nhất là áp lực tâm lý ha. Chúng ta phải nhớ mỗi ngày không được nhìn nó một cách lo lắng để nó thấy mình là bệnh nhân ha. Điều tiết nhịp độ, điều tiết phương pháp cách thức. Mỗi buổi tối đưa nó ra ngoài đi dạo, rồi xem phim hoạt hình. Hay như vậy đi, mấy ngày nghỉ Tết Nguyên Đán chúng ta đưa nó ra ngoài đi chơi có được không? Để nó vui vẻ một chút. Qua được kỳ thi cuối kỳ là tốt rồi. Được rồi, qua được kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi cuối kỳ.
được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Khỏe. Kỳ nghỉ đông để chờ bao lâu đã tới rồi. Đó, ba mẹ của mình kỳ nghỉ đông sẽ đưa mình đi chơi, cậu có đi không? Tiểu Vũ, cậu làm bài được không? Mình hả? Mình thấy cũng được, nhưng mà tốt cũng vậy, xấu cũng vậy. Ba mình không quan tâm tới mình, bây giờ mọi tâm trí của ông ấy đều dồn hết vô đứa em trai ngoài tè dầm ra, không biết làm gì hết của mình. Hơi, có điều mình qua tới Mỹ rồi thì muốn ăn uống sao cũng được, không cần có sắc mặt của người khác. Đi thôi.